Nhà đất Phạm Thọ xin kính chào quý vị khách hàng. Thì như thường lệ, hôm nay quay trở lại với dự án Cát Tường Phú Hưng tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thì em cũng xin giới thiệu tới tất cả quý vị khách hàng một cơ hội đầu tư rất là tuyệt vời. Thì anh chị khách hàng nào đã lỡ bấm vào video này thì anh chị khách hàng nhớ xem hết video này anh chị nhé. Thì cái lô đất mà em giới thiệu với anh chị khách hàng ngày hôm nay đó là một lô đất thuộc block C anh chị ạ, cũng được em đánh dấu bằng mũi tên màu vàng ở trên màn hình cho anh chị dễ hình dung hơn vị trí của cái lô đất này trên tổng thể của dự án Cát Tường Phú Hưng là nó nằm ở đâu. Thì cái mã lô của lô này ngày hôm nay em giới thiệu là block C8 anh chị nhá, có diện tích là 5 x 17,5 và giá bán tại thời điểm hiện tại là 1 tỷ. Lô đất này thì hiện tại đã có sổ sẵn rồi anh chị nhá, nên là anh chị khách hàng nào mua thì mình sẽ tiến hành đặt cọc và đi công chứng tại phòng công chứng luôn. Và lô đất mà em giới thiệu ngày hôm nay đó là lô đất thuộc những block mà mình được xây dựng tự do anh chị nhá, mình xây nhà cấp 4 hay xây nhà một trệt một lầu, một trệt hai lầu đều được hết, là theo ý mình. Và nó nằm trên trục đường là đường 12m. Thì để cho anh chị có thêm những cái nhìn thực tế hơn về cái lô đất này thì em sẽ gửi tới anh chị khách hàng một cái video em quay từ flycam thực tế của lô đất này cho anh chị khách hàng dễ hình dung hơn. Đấy, thì phía trước màn hình mà anh chị khách hàng đang xem thì có các nhà máy của bên khu công nghiệp Đồng Xoài 3. Thì hiện tại các khu công nghiệp Đồng Xoài 3 hiện tại anh chị nhá là đã có công nhân vào làm việc rồi, và buổi tối người ta ra bên khu Cát Tường Phú Hưng người ta vui chơi rất là đông, cũng như là người ta vào cái khu chợ đêm để người ta ăn uống. Thì khu vực dự án của chúng ta hiện tại là đang phát triển khá là tốt anh chị nhá, và hầu như bây giờ thì số lượng nhà dân vào xây cũng tương đối nhiều rồi, tất cả các block hiện tại là đều đã có nhà đã vào xây dựng rồi anh chị nhá, block C, block B, block E, block D, kể cả block A hiện tại cũng đã có nhà vào xây rồi. Thì dự án của chúng ta hiện tại là do tình hình Covid cũng diễn biến là tiến triển tốt hơn đấy, nên là bây giờ dự án là buổi tối người ta bật đèn rất là sáng, nên là thu hút rất là nhiều người vào dự án, nên là hiện tại nó rất là đông vui đấy anh chị. Thì lô đất mà em giới thiệu ngày hôm nay anh chị này, thì khu này là cái nền thuộc nền hướng Nam anh chị nhá. Thì em sẽ báo rõ nền cho anh chị khách hàng nào nếu có nhu cầu mua nhà mà mình có chọn hướng ấy thì mình cũng có biết rõ hơn. Thì nền này là nền hướng Nam. Thì như anh chị khách hàng biết ấy, nền hướng Nam thì nó rất là mát, hướng Nam hướng Đông thì nó không bị nắng nhiều giống như các hướng hướng Tây. Hướng Nam thì mình xây nhà cũng rất là hợp phong thủy đấy anh chị. Thì anh chị thấy trên màn hình ấy là nhà hiện tại nhà dân vào xây cũng nhiều, và nhà của chủ đầu tư xây dựng lên hiện tại anh chị này, thì khu vực này là 100% những căn nhà chủ đầu tư xây bây giờ đã có người vào ở và kinh doanh buôn bán rồi anh chị nhá. Đã có những cái cửa hàng các salon tóc này, rồi các văn phòng luật sư anh chị này, rồi các văn phòng bất động sản là khá là nhiều, rồi những anh chị khách hàng buôn bán ở bên khu chợ đêm cũng khá là đông đúc rồi anh chị nhá. Và cái điều đặc biệt đấy là cái lô đất này hiện tại có sổ rồi, thì dự án của chúng ta là đất sạch, đất trúng đấu giá của nhà nước, cho nên là mình vay ngân hàng thì rất là dễ anh chị nhá. Giống như lô đất này thì mình vay được khoảng 500 đến 600 triệu thì ngân hàng hỗ trợ cho 70% đấy anh chị. Và một cái khu dân cư như vậy thì anh chị khách hàng nào mua đất ở đây sau này mình về mình xây nhà lên thì mình cũng có một cái không gian mà văn minh hiện đại, hệ thống an ninh là 24/24 thì nó rất là tốt. Thì anh chị khách hàng nào mà xem video này của em mà có duyên với lô đất này thì cứ gọi về cho em qua số điện thoại là 0983023974. Em sẽ gửi sổ hồng của cái lô đất này cho anh chị khách hàng xem, và anh chị khách hàng dễ mua dễ đầu tư hơn. Thì em xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị khách hàng đã xem video này của em, và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.